Mùa bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và hôm nay thì em lại cập nhật cho anh chị và các bạn một mẫu xe kiểu dáng thể thao cực kỳ đẹp Đã lên được rất nhiều đồ chơi trên chiếc xe này Trước mừng anh chị và các bạn đây đó là một chiếc xe BMW 330 Sản xuất là 2015, nhập khẩu nguyên chiếc, xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu kem Các chi tiết của chiếc xe thì còn trong tình trạng là rất đẹp ạ Và sau đây thì em sẽ giới thiệu thông tin chi tiết để các bác có thể tham quan qua. Xe sản xuất là 2015, lăn bánh quãng đường là hơn 70.000 km và hiện đang được giao bán với mức giá chỉ trong khoảng với 980 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá. Chiếc xe bên showroom vẫn còn hỗ trợ trả góp cho các bác nào đang có nhu cầu mua trả góp. Để rõ thông tin chi tiết thì các bác hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin chi tiết cho các bác có thể tham khảo qua. Với chiếc xe này thì đã lên full body rồi của M6 có rất nhiều các đồ chơi như mâm thì trang bị mâm M6 19 inch. À, phần đuôi xe thì có trang bị ống xả hai bên. Rồi các chi tiết ốp carbon. Đây là cái bộ phần bô độ, độ on off để chị bạn có thể là bật và nhà các chi tiết cốp thì em sẽ mời các bác cùng tham quan. Ở phần cốp thì chủ xe đã trang bị một lớp thảm trải sàn rồi, giúp cho chiếc xe nó trở nên sạch sẽ. Đấy, các chi tiết các bác có thể thấy qua, mọi chi tiết dần rất đẹp. bên showroom thì luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ, là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test toàn quốc, giấy tờ pháp lý của chiếc xe là chuẩn chỉ, anh chị và các bạn có thể sang tên ngay trong ngày. Đấy. và đây là các chi tiết cầu của chiếc xe này các bác này. với một chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì em có lời khuyên các bác lên nhờ một người hiểu biết thông tin về xe. Để có thể người ta kiểm tra cho anh chị và các bạn đầy đủ à, chi tiết hơn. Và để cho mình à, tiết kiệm được cái thời gian mình đi lại. Một chiếc xe cực kỳ đẹp để các bác lưu tâm đã lên rất nhiều đồ chơi và giá cực kỳ hợp lý. Trong khoảng chỉ hơn 900 thôi. Đấy. Và em sẽ mời các bác cùng đi tham quan chi tiết về các bề mặt sơn si này. Cũng như các phần mép lối mép cản, lốp láp còn rất đẹp và dày và em mời các bác cùng đi tham quan về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì nó có các tiện ích như là rèm che lắng, rồi là các phím lên xuống kính, cửa gió điều hòa, các chi tiết ghế da còn rất đẹp. Đấy, mọi chi tiết tổng quan của chiếc xe em sẽ quay sơ qua cho các bác có thể tham khảo qua. Chất lượng ghế da cũng như là không gian hàng ghế thứ hai có trang bị cửa gió điều hòa giúp cái không gian làm mát nó sẽ nhanh hơn và cho người cả ngồi phía sau sẽ dễ dàng cảm thấy thoải mái hơn dễ chịu hơn và đây là cái phần cánh lái anh chị này các chi tiết mạ trôm rồi là điểm nhấn phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương mọi chi tiết rất đẹp ạ và vô lăng ba chấu bọc da có gãy số vô lăng thể thao cũng như là các chế độ lim giới hạn tốc độ đây, các bác có thể thấy qua đây là các chi tiết màn hình giải trí công nghệ trên dòng BIM thì rất là nhiều để trải nghiệm thì em mời các bác qua địa chỉ showroom 136 Phạm Văn Đồng Từ Liêm Hà Nội để có thể xem xe và lái thử đây, các chi tiết rất đẹp các bác nhé và em sẽ mở cái phần nắp cabo lên để các bác có thể quan sát bộ máy của chiếc xe xe vừa mới lấy về thôi em chưa dọn dẹp gì đâu em quay tổng quan cho các bác có thể tham khảo và với chiếc BMW 330i sản xuất là 2015 nhập khẩu nguyên chiếc lên rất nhiều đồ chơi hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 980 triệu còn thương lượng và giảm giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình xe vẫn còn hỗ trợ trả góp cho các bác lên đến 70% giá trị xe để rõ thông tin chi tiết thì hãy liên hệ em, em sẽ gửi đầy đủ cho anh chị và các bạn bằng bảng kê. Cũng như nếu các bác cần chụp kỹ phần nào em có thể chụp kỹ rõ lại và gửi cho các bác đầy đủ qua Zalo để các bác có thể tham khảo. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi tới kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like bài viết cũng như góp ý chia sẻ cho em để em có thể hoàn thiện hơn, mang đến cái nội dung tốt hơn cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.